Song Nhật xin chào cả nhà. Bên em vừa dọn xong được chiếc máy lọc không khí Daikin Mật Nguyệt hay là gọi là Vầng Trăng. Cực đẹp các bác ơi, một con máy tình trạng gần như mới nhé, vỏ trắng tinh này. Vỏ trắng tinh các bác, vỏ nguyên bản. Chỉ lau mỗi nước lã thôi. Cực đẹp luôn. Rất mới. Mã số 4. Không có làm bất kể cái gì các bác nhé. Và nhìn nó quá đẹp luôn, nhìn thực tế có khi còn đẹp hơn quay clip các bạn. Trắng đẹp mới, tỷ lệ xước gần như không có. Những cái con này thì nói thật các bác, trong một lô thì khi mà bóc ra để dọn thì gần như là rất ít. Em báo giá luôn, vẫn bán như thường lệ nhé, vẫn bán 3,3 triệu. Bác nào mà chộp được con này thì thật sự luôn, không cần phải nói một câu nào, em dám đảm bảo nó là rất đẹp, đẹp từ bên ngoài vào bên trong luôn, cảm biến độ ẩm các thứ báo chuẩn luôn các bạn này. Đấy, mặc dù thời tiết miền Bắc mùa hè nhưng mà độ ẩm rất là cao nhá, trên 90% luôn. Máy này nó chỉ báo đến 90 là kịch thôi ạ. Đấy. Đấy, tất cả mọi thứ chuẩn chỉ chuẩn đét luôn, đẹp siêu đẹp. Bác nào mà đang có nhu cầu mà không chốt con này thì thật sự hơi bị tiếc luôn. Đấy, em nói thật là như vậy, không phải nói để các bác mua đâu. Vì em bán hàng thì thường có như thế nào nói thế thôi, nhưng mà nó đẹp thật sự. Đấy. Em bán rất nhiều máy rồi nhưng mà khi nào con nào nó thật sự nó phải là nó xuất sắc thì mình mới dám khen ngợi nhiều, chứ còn như mới luôn nhá. Chứ còn nó không xuất sắc thì không dám khen nhiều đâu. Màng zin các này. Đấy. Màng HEPA zin nhá. Đấy. Bác nào không thích màng zin này thì báo em vẫn thay màng mới và giá vẫn như thường lệ là 3,3 triệu, không tăng giá. Đấy, màng HEPA zin. Không thích màng zin thì lắp màng mới, giá vẫn 3,3 triệu, màng này em lắp cho máy khác. Nhưng nó là màng zin còn đẹp thì để đây thôi. Đương nhiên một cái màng zin thì cái chất lượng của nó thì nó chỉ còn được 70% so với mới thôi các bạn ạ, chứ còn không thể nào mà nó lại như mới tinh được. Đấy, phải hiểu là như vậy. Con này thì em nắm đảm bảo là bác nào mua được con này thì không phải nghĩ luôn, vì nó quá mới luôn. Vừa vệ sinh xong vẫn còn nước các bạn ạ. Đấy, vẫn còn nước vừa vệ sinh nhé, màng tỏa ẩm như mới tinh luôn. Để được những con như này không có nhiều đâu ạ. Nhìn đằng sau gần như không có xước sát gì nhỉ, mới xuất sắc luôn, 2014 các bạn ơi. Series máy 1631 nha, để các bác nào mua thì các bác nhận đúng series máy TCK70, 75W dùng cho phòng 50-55m2 đổ lại. Đây. Máy đã đổi biến áp điện 220 sang điện 220V rồi. Hàng không cần phải, riêng con này không cần phải bàn đến câu thứ hai, tất cả mọi chức năng test ok hết. Chỉ chờ các bác có nhu cầu thật sự các bác chốt thôi. Đấy các bác nhé, khỏi phải nghĩ luôn về chất lượng. Quá mới luôn. Chào các bác.